với cái thời lượng mà chia sẻ ngắn ngủi thì mình nghĩ là với những cái sản phẩm đơn giản này các bạn có thể hoàn toàn là tự làm tại nhà. Dậy thì các bạn cắm một cái bình hoa nhỏ. Thì các cái loại hoa hôm nay thì gồm có là cúc calimero này, hoa hồng song hỷ này, lan tường trắng này, cúc pinh bông xanh. Các bạn có thể chuẩn bị thêm hồ điệp, hoa phăng tím, lá bạc. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bình hoa nhỏ để bàn nhé. Bao form lá nhé.
bao giờ cũng thế, để cắm được một cái bình hoa thì mình cần phải vào lá trước. Thì cũng có những bạn thì các bạn ấy không vào lá trước mà các bạn cắm hoa luôn. Nhưng mà theo mình thì để đảm bảo các cái yếu tố căn bản cho một cái người mà mới thì là mình nên cắm lá trước. Ở đây mình sử dụng kéo này rất là dễ cắm, còn các bạn có thể là sử dụng kéo thông thường ở nhà cũng không sao cả. Cái đầu tiên ấy thì sẽ là ở chính giữa, cành đầu tiên ở chính giữa, để mình xác định được cái độ cao, mình xác định được cái độ cao của sản phẩm, mình tính là sẽ cao đến đây, rộng sang đến đây, để thành một cái ôm tròn như thế này. Bạn hình dung không?
sau khi mà trên cái lá xỉ này vào thì cái cảm giác cái sản phẩm của mình ấy, là nó cũng có độ bồng bềnh nhất định rồi đúng không? Đấy, mình vừa nhấc cái bình nước lên và nghiêng xuống mà nước nó đã chảy ra, đấy là một cái dấu hiệu cho thấy là cái bình của bạn ấy, cái xốp bạn ngâm á, là nó đủ nước. Xốp loại A như thế này thì thường sẽ giúp các bạn giữ nước trong vòng khoảng 2 ngày nhé. Như vậy là để cái độ nó tươi lâu ấy, thì là mình cố gắng ngày nào mình nhớ thì mình đổ trong một chút nước vào bình. Đến đâu thì mình cố gắng là dọn đến đấy để cho cái khu làm việc nó được sạch sẽ, gọn gàng. Trừ cái ngày lễ đơn hàng nhiều thì mình mới bày bừa thôi. Còn cái việc các bạn gọn gàng thì nó cũng giúp tạo không khí làm việc đúng không ạ? Thì sau đó là mình sẽ như cái cách mình vẫn làm ấy, thì là mình sẽ thêm vào cái hoa phụ trước, sau đó là thêm hoa chính sau. Nhưng mà hoa phụ thì mình cũng thêm hoa màu đậm trước, sau đó thêm hoa màu nhạt sau. Thì sản phẩm của mình hôm nay màu của hoa cẩm chướng này là màu đậm nhất, thì mình sẽ thêm vào đầu tiên. Các bạn cũng theo vào giống như là cái cách mình vào lá nhé. Tại vì là cái cách cắm tròn là cái cách cắm căn bản nhất mà. Các bạn muốn cắm dáng nào đi chăng nữa thì cũng phải cắm từ dáng tròn trước. Bạn lưu ý là lúc ban đầu thì mình đã vào lá để căn được cái độ cao, độ rộng của sản phẩm. Cho nên bây giờ khi mà vào hoa các bạn cũng phải lưu ý tránh trường hợp là cắm hoa quá dài so với lá hoặc là cắm quá cao thì nó sẽ thiếu cái sự cân đối cần thiết cho sản phẩm. Hoa sao mua về ấy, thì mình cũng chia sẻ luôn là thường nó sẽ có hình như thế này. Thế thì một cái cách mình hay làm đó là mình sẽ xoay tròn cái bông hoa văn này, sau đó là bạn vẽ cánh ra như thế này thì cảm giác cái bông hoa của mình nó sẽ to hơn, đẹp hơn. Thì các bạn vì đây là mình đang cắm tròn cho nên mình cố gắng là mình phân bổ đều các cái màu, tránh cái trường hợp là cái chỗ này nó nhiều cái màu này, cái chỗ kia thì nó lại nhiều cái màu kia. Trước tiên khi mà các bạn học thì là các bạn cứ cảm thấy một đều đi cho nó dễ. Khi nào mà các bạn quen rồi ấy, thì lúc đấy thì các bạn mới có những cái điểm nhấn nhá theo cái ý của mình. Thì đấy là một cái bí quyết. Mình thì trước đây thì mình cũng đi học nghề, thì bây giờ là có một chút ít kinh nghiệm chia sẻ lại cho các bạn để các bạn tiếp thu được nhanh hơn, hoặc là dụng nếu mà có ý định muốn học nghề thì sẽ biết được những cái căn bản như thế thì nó sẽ nhanh hơn mình trước đây. Đây là mình đã vào xong hết phần hoa phong này, bạn nhìn rõ không ạ? Rồi thì là bây giờ mình sẽ vào màu trắng nhé. Màu trắng ở đây mình có màu trắng của hoa lan cầu trắng. Sản phẩm của mình nó cứ đều chán chạn thì nhìn nó không được
rồi mình cắm hoa phăn. Thì các bạn thấy là cái phần hoa lan tường của mình ấy, là nó cao hơn. Cao hoa phăn. Hoa lan tường thì cũng là một cái loại hoa khá là phổ biến. Nó tạo ra cái độ mềm mại cho sản phẩm. Tất cả các loại hoa này thì đều có rất là nhiều màu sắc. Thì có thể lựa chọn theo cái sở thích tùy các bạn thôi ạ. Đấy thì vì là bố cũng tròn đều cho nên là mình cứ phân bố đều các màu, tránh cái trường hợp như mình vừa nói là chỗ thì nhiều màu quá, chỗ thì lại thiếu màu thì nó tạo cái cảm giác là phân bố không đều nhé. Hãy
chính đi. Các bạn có thể cắm đầy một bình hoa, hoặc có thể cắm, tức là có người ấy, thì cắm dày hoa. Thì bây giờ đấy mình
thì để mình mua hoa cho nó hợp lý nhá. Tránh cái trường hợp là các bạn cứ mua xong thì nó thành ra là đang lãng phí nguyên liệu. Lát nữa live stream xong ấy thì là mình sẽ chụp lại sản phẩm này từ các cái hướng để cho các bạn hình dung kỹ hơn, nhìn được là lên sản phẩm nó sẽ như thế nào. Còn đây đang quay như thế này thì chắc là khó đúng không? Có bạn nhìn được, có bạn đấy thì các bạn cắm xong như thế này là các bạn đã thấy là ngay tại làm sao mà lúc đầu mình bảo là cái việc vào lá nó quan trọng chưa? Bởi vì là các bạn sẽ vào hoa theo lá đấy, cho nên là cái khâu vào lá là cái khâu giúp mình xác định được độ to, độ cao của sản phẩm mà. Đấy, thì chỉ với khoảng chắc là 15 phút nhỉ, 15-20 phút thì là các bạn đã có cho mình được một cái bình hoa để ở trên bàn. Để có thể là gì? Chủ bài với chồng này, với bố mẹ này. Mình nghĩ là các bạn gái thì chắc là cũng phải có người thích hoa lá giống mình chứ. Các bạn cắm hoa sâu tay, hoa các bạn sẽ bền hơn. Hoa mua về được khoảng 4 ngày thì mình hy vọng là với độ bền như vậy thì các bạn sẽ không còn cái cảm giác là hoa lá nó là cái xa xỉ. Đôi khi đi làm mệt mỏi thì cắm hoa này hoặc ngắm hoa thì nghĩ là nó sẽ giúp ích rất nhiều chứ đúng không? Của Đà Lạt thì bông nó phải to bằng bàn tay cơ.
Thế thì các bạn sẽ lựa những cái khoảng trống hoặc là những cái khoảng mà nó có hoa phụ các bạn cắm vào. Bởi vì khi mà cắm hoa lan thổ điểm vào thì nó sẽ che mất các cái mặt bông kia. Thì để mình tránh lãng phí hoa chính, mình sẽ cắm hoa lan thổ điểm vào những cái phần có hoa phụ. Nhưng mà bạn lưu ý là ví dụ bạn xác định đâu là mặt chính của sản phẩm. Với về tức là nó sẽ tùy theo cái nơi bạn đặt. Ví dụ như mình hôm nay mình đang xác định là cái bình này các bạn ngắm từ mọi phía thì mình sẽ phân bổ đều rồi, không có gì cả. Nhưng mà khi mà các bạn, ví dụ như các bạn đặt ở góc nhà chẳng hạn, thì những cái phần hoa đẹp, những cái phần hoa đắt tiền, các bạn cố gắng trưng nó ra để cao, để mặt bông cao hơn những cái loại hoa phụ khác. Thì như thế thì nó sẽ làm cho cái sản phẩm của mình cảm giác nó đầy đặn hơn và nó có cái điểm nhấn. Nhìn vào là biết luôn là bông hoa thật đẹp, đúng không ạ? Đấy, thì đây mình đang, thật ra thì là hôm nay thì còn có mỗi hai bông thôi, chứ còn nếu mà để sử dụng thì mình hay sử dụng là tối thiểu khoảng 3 bông. Đó là hoa nào thế nhá, cũng tối thiểu là 3 bông. Mình hay trêu là 3 điểm tạo thành một mặt phẳng mặt. Sau đó là 5 bông, rồi là 7 bông. Thế ngoài 7 bông thì bắt đầu lúc ấy mình sử dụng theo kiểu là 8 bông, 9 bông, 10 bông. Tức là mình sẽ sử dụng số chẵn. Mình sẽ sử dụng số lẻ chứ. Không phải là, đấy không phải là vấn đề duy tâm nhá, mà đấy là để ra tạo ra sự hài hòa. Hoa cổ điểm đây thì là cái hoa hoa điểm thì mình không nói, nhưng mà ví dụ như các bạn hình dung là một cái tiết diện của sản phẩm như này là tự nhiên mình có một cái cành hoa ở đây, xong mình lại có một cái cành hoa đấy, tự nhiên hai cái cành hoa nó đối xứng nhau thì thực sự là nó không được hài hòa lắm đâu. Và vì thế thì là mình sẽ phải thêm một cành, thì đấy là lý do vì sao mà cái mức tối thiểu, ví dụ như loại hoa hồng chẳng hạn, một cái điểm tối thiểu phải là ba bông trước, không dùng là một bông hay hai bông. Thế cho nên là các bạn cứ để ý mà xem, ví dụ như khi các bạn đi mua bất kỳ một cái sản phẩm hoa nào đó nhé, thì là sẽ không có cái sẽ không thấy là ví dụ đang cái giỏ hoa của mình đang tông màu này chẳng hạn, xong tự nhiên lại lộ ra là hai bông hoặc một bông màu khác thì nó không bao giờ có. Thì là mình đã thêm xong hoa lan thổ điệp nhé, và đây là sản phẩm hoàn chỉnh này. Đấy, thật ra các bạn thấy là có lan hồ điệp cũng được, không có lan hồ điệp cũng chẳng sao. Và đấy các bạn thấy không, cái phần xốp ý là không hề nhìn thấy. Và mình có cả hoa ở phần dưới đáy cùng là ôm vào miệng bình. Thì như thế là một cái sản phẩm hoàn chỉnh rồi đây. Cảm ơn các bạn đã xem livestream nhé. Lát nữa thì mình sẽ chụp lại cái hình ảnh sản phẩm này và up lên trên Facebook. Hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Tháng này đang là cái tháng không quá nhiều đơn hàng, vì đang nắng nóng thì mình mới nghĩ ra cái việc là biết đâu sẽ có những cái nhiều các cái bạn mà cũng thích cắm hoa, mà ví dụ như chưa biết cách chẳng hạn, thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái rất là cơ bản thôi. Thế còn ví dụ như học những cái tức là có chiều sâu hơn, học những sản phẩm khó hơn thì cái đấy là cần có thời gian. Mà với cái thời lượng mà chia sẻ ngắn ngủi thì mình nghĩ là với những cái sản phẩm đơn giản này các bạn có thể hoàn toàn là tự làm tại nhà. Những các loại hoa nguyên liệu mà mình sử dụng trong các video tiếp theo, ở trong các cái livestream tiếp theo ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng là dùng những cái loại nó các bạn dễ tìm thôi, không có cái gì nó quá là khác cả. Còn ví dụ như làm khi mà xác định là làm những cái sản phẩm đẹp hẳn ấy, thì lúc ấy mình sẽ giới thiệu các loại hoa lạ sau, vì là không phải